Chào mừng các bạn đến với khóa học tiếp theo. Bài học tiếp theo của khóa học TypeScript cơ bản. Bài trước chúng ta đã có bài tập về nhà như sau. Tạo tuple dưới dạng chuỗi và boolean theo thứ tự như sau. Thì câu của trả lời khá là đơn giản, phải không các bạn? Chúng ta sẽ điền vào kiểu của hai thuộc tính trong chuỗi là string và boolean theo thứ tự. Xin chúc mừng các bạn đã có những câu trả lời đúng. Giờ chúng ta sẽ đi vào bài tiếp theo. Ở bài này thì chúng ta sẽ học về object. Object là đối tượng. Object sinh ra để hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. Inference là các object chưa được định nghĩa đối tượng. TypeScript có thể suy luận ra loại thuộc tính dựa trên các giá trị của chúng. Và lý thuyết cuối cùng trong bài học hôm nay đấy là optional property. Các thuộc tính tùy chọn là các thuộc tính không cần phải xác định trong khi định nghĩa đối tượng. Và bài học của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sẽ tiến vào bài tập. Các bạn hãy điền vào chỗ 3 chấm để giúp dòng lệnh sau không bị lỗi khi biên dịch. Và để mở đầu phần thực hành trong bài object ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành vào cấu trúc để khai báo một object. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng từ khóa constant. Sau đấy là tên của object. Ví dụ tôi tên object là sinh viên SV 2 chấm. Mở ngoặc nhọn. Tiên sẽ là ID kiểu in. À xin lỗi các bạn. Là kiểu number. Tôi hơi nhầm nhọt sang dùng chọt một tí. Tiếp đến là kiểu là tên của sinh viên kiểu string. Cuối cùng là giới tính kiểu là boolean. Thì tôi sẽ chỉ để hai giá trị là nam và nữ thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ khởi tạo. Chúng ta không cần khởi tạo cũng được. Chúng ta đã phải khởi tạo à? Chúng ta sẽ khởi tạo ID 2.1. Tên chấm là quá nhanh. Chúng ta sẽ thử viết tiếng Việt xem hệ thống có nhận không nhé. Bình thường là sẽ nhận thôi. Một số từ đặc biệt thì có khả năng là không nhận. Giới tính nhé. 0 sẽ là nam, 1 là nữ. Ok, ta sẽ quy định như vậy. À, Chu sẽ là nam, Phu sẽ là nữ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc khai báo một đối tượng và khởi tạo giá trị đầu tiên cho nó. Chúng ta sẽ in ra màn hình. Đối tượng này. Chúng ta cùng biên dịch. TSC object.ts. Sau đấy chúng ta sẽ dùng lệnh node và object.js để chạy. Các bạn có thể là đã in ra cho chúng ta
đối tượng sinh viên. Thì các bạn có thể có thấy cái cấu trúc khai báo đối tượng này quen quen không? Ai thấy quen thì chắc chắn các bạn đã học và làm việc qua JSON rồi không ạ? Cấu trúc này gần giống với JSON. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành lý thuyết thứ hai. Đấy là object inference. Nên là chúng ta sẽ không cần xác định kiểu của đối tượng, chúng ta khởi tạo luôn thì cũng không có lỗi gì. Chúng ta sẽ cùng thử biên dịch và chạy lại. À, chúng ta sẽ biên dịch. Đấy, vẫn như cũ thôi. Và cũng tương tự như các biến thông thường khác thì một khi mà chúng ta đã gắn giá trị kiểu number vào đây thì chúng ta không thể gắn bằng string được. Các bạn hãy nhìn nhé. Đây, tôi sẽ viết hai là string. Hệ thống sẽ báo lỗi ngay. Không thể được ép kiểu như thế này. Ok, chúng ta sẽ cùng đi đến với ví dụ thứ ba. Đấy là optional. Tôi sẽ cân số xét lại đây. Ba thuộc tính ra ID, tên, boolean. Khi tôi định nghĩa khai báo như thế này thì chúng ta phải khai báo cả ba. Tôi mà chỉ cần không khai báo một thuộc tính thì hệ thống cũng sẽ báo lỗi. Đây. Property giới tính bị missing ở trong tay. Và nó sẽ là require. Để làm sao để chúng ta không bị require, không bắt buộc nhập giới tính. Thì chúng ta chưa biết là sinh viên của anh này là giới tính gì. Chúng ta sẽ không điền vào. Thì đơn giản ấy, là chúng ta sẽ thêm dấu hỏi chấm ở đây. Ở thuộc tính mà chưa cần khai báo vội. Nó là để null cũng được. Đấy. Và sau đấy thì chúng ta có thể gán sau. Ví dụ lúc chúng ta biết rồi ấy, chúng ta sẽ cập nhật thông tin của đối tượng sinh viên này sau. Giới tính này bằng chu. Đấy, không sao hết các bạn nhé, nhớ dấu hỏi chấm ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.